Ngày 6 tháng 11, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ. Đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Theo quyết định số 1310 ngày 31 tháng 10 năm 2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định chỉ định đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chấp hành Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Chúc mừng và giao nhiệm vụ cho đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm, đồng chí Nguyễn Phi Long, Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh. Qua công tác kiện toàn cán bộ nhằm đảm bảo tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024 và năm 2025 hết sức nặng nề. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị, trên cương vị nhiệm vụ của mình, đồng chí Đại tá Trịnh Đức Thiêm cùng với tập thể Ban Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tăng cường sự đoàn kết thống nhất, coi đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đối với lực lượng vũ trang tỉnh Hòa Bình, đồng thời nhanh chóng tiếp cận và tổ chức chỉ đạo triển khai các nghị quyết của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3, nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy liên quan đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng, tập trung hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ với hai sự kiện quan trọng là kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm ngày Hội Quốc phòng Toàn dân, tổ chức triển khai Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới tổ chức Đại hội Đảng bộ quân sự tỉnh theo kế hoạch đề ra.